mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực và nông nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Tại huyện Krông Búc, nhiều nông dân đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đạt được những thành tựu đáng kể. Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân, ông Lương Văn Diêm ở thôn 2 xã Tân Lập, huyện Krông Búc đã đầu tư một phần cải tạo lại vườn cây già cỗi, một phần dùng vào đầu tư công nghệ, phục vụ sản xuất. Đến nay, vườn 8 sào trồng cà phê sen canh sầu riêng của ông là một trong những vườn cho năng suất cao, chất lượng ổn định, thu nhập bình quân 650 triệu đồng một năm. Tham gia vào nhiều những cái cuộc tư vấn về khoa học kỹ thuật để chăm bón cho cái cây trên vườn cây của mình. Mình được tiếp cận tất cả những cái nguồn từ công nghệ 4.0, đỡ vất vả trong cái quá trình mình thực hiện. Với vườn sầu riêng 7 sào, ông Đinh Huy Giáp đã ứng dụng phần mềm quản lý vườn cây. Chỉ cần mở màn hình, ông đã có thể theo dõi tình hình vườn cây, dự báo sâu bệnh, từ đó đưa ra các biện pháp chăm sóc phù hợp. Mỗi cây sầu riêng trong vườn của ông đều cấp mã vùng trồng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Khoa học kỹ thuật đã đưa vào thì người dân đã nhàn nhã hơn. Mà cái cách thức làm là nó hơn hẳn những ngày xưa người ta tự làm. Có khoa học kỹ thuật thì người dân rất nhàn nhã. Mà làm có thể là mình đảm bảo được cái năng suất thì rất cao. Làm nông nghiệp, người nông dân vẫn luôn đối mặt với nhiều rủi ro. Khi vận dụng làm chủ công nghệ, hỗ trợ phù hợp chính là giải pháp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, hạn chế phần nào rủi ro, chi phí cũng như sức lao động của con người.